Nằm xuống đi. Ngủ ngủ. Em sao vậy? Em có thai rồi. Đừng lo, em sẽ không có sanh nó ra đời đâu. Em đang giỡn phải không? Anh muốn em nói giỡn chứ gì? Em cũng ước gì là được như vậy đó. Thôi mà em, Kim Anh. Anh buông ra đi. Sao em lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao rắc rối như vậy chứ? Hôm nào cô ra chợ cá một lần đi, tôi sẽ mời cô ăn cháo ngon, rồi cho cô đi tham quan chợ. Chợ đông vui cũng đáng xem lắm, cô nhớ ghé một lần nha. Buổi sáng phải mặc cái gì cho nó trẻ trung bây giờ? Không được, cái này nổi bật quá. Cái này được nè, trang nhã mà lịch sự nữa. Được đó. Chào con. Dạ. Chào cô. À, đêm qua cô ngủ ngon không cô? Ngon, cảm ơn con. Dạ, báo của cô nè. Thôi, con đọc trước đi. Lát nữa cô về cô đọc nha. Cô đi nha. Dạ, cô. Giờ này sách bình thủy gì đâu rồi trời. Kim Anh. Hay là mình hãy chấp nhận đi. Chấp nhận cái gì? Có con đi em. Em đã nói rồi, em sẽ tự lo. Anh đừng có quan tâm làm gì. Em nói tự lo nghĩa là sao? Thì em sẽ làm theo ý của anh lâu nay, được không? Em đừng có nổi nóng như vậy. Nổi nóng cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Vậy thì sao? Anh kia phải cười ha hả mà chấp nhận tình cảnh này hay sao? Lúc mới cưới, anh nói sao hả? Em nói là em không muốn có con ngay, thì anh đã nói như thế nào? Anh nói là anh sẽ tự biết cẩn thận. Có không? Anh có nói như vậy không? Anh xin lỗi, chỉ tại anh bất cẩn. Nhưng bây giờ mình đã lỡ có em bé rồi, thì em sanh luôn đi. Tại hành động bất cẩn của anh mà phải sinh con ngoài ý muốn đó. Em phải suy nghĩ lại đã. Em có suy nghĩ hay không thì tùy. Nhưng anh nói rõ ràng cho em như thế này. Em tuyệt đối không được làm bậy. Em nghe chưa? Anh đừng có bao giờ nói với em cái giọng đó. Em sẽ là người quyết định đây nè. Không. Em phải làm theo quyết định của anh. Sinh con một cách ẩu tả, rồi cứ sống ẩu tả đông đúc như vậy sao? Em hết chịu nổi rồi. Em hạ giọng xuống đi, còn sớm mà. Trong tình cảnh này mà anh bắt em phải sinh con hay sao? Anh có suy nghĩ không vậy? Kêu em làm theo quyết định của anh à? Bắt em im lặng mà làm theo ý của anh hả? Ủa anh hay nói lắm sao? Chị hai làm sao vậy? Em đừng quan tâm làm gì. Trời, em phải quan tâm chứ. Anh làm gì mới sáng sớm rồi bị đàn bà đã xúc phạm rồi. Chuyện này không thể nào xảy ra trong họ nhà mình được. Đi ra đi. Em xin anh đó, anh làm sao ra dám một người chồng đáng được kính nể một chút đi nha. Anh không đủ tư cách để đáng được kính nể đâu.
Anh tưởng cái thằng giang hồ nó kính nể đại ca nó gì có tư cách tốt hả? Không có đâu, vì nó sợ thôi. Anh ráng mà tham khảo đi nha. Cư xử sao mới sáng sớm mà bị đàn bà lên mặt, bực tức mình. Chị hai, cậu nói đi. Thưa chị hai, cái gì? Lần đầu tiên em thấy có người do gạ một đồ đánh trứng. Chị đã từng nuôi chó chưa? Nếu chủ của nó mà cứ đánh đập và la mắng nó là đồ chó, đồ chó, thì cả hàng xóm cũng sẽ la mắng và đánh đập nó như vậy. Chị đừng đối xử tùy tiện với anh hai như thế nữa nha. Vẫn còn sốt nhẹ. Mẹ, khi nào mẹ kêu anh Chính Dung làm việc vậy mà? Con thích cậu ta đến vậy sao? Thú vị mà mẹ. Mẹ định là từ ngày hôm nay. Lương tháng mẹ định trả anh bao nhiêu? Từ từ đã, để coi cậu ta sao đã. Mẹ đâu phải là nhà từ thiện con. Mẹ, hay là con gọi điện thoại liền cho ảnh nha. Ý, mẹ con, con đừng làm vậy. Phải để cô Lan thông báo chính thức đã. Xuống ăn sáng đi con. Mẹ, mẹ định xếp ảnh làm việc gì vậy? Tâm Vũ, dậy. Dậy sếp mình luôn đó coi. Rồi đi ra ngoài đó phụ cái mền đi nha. Alo, chị Na hả? Anh đây. Vậy hả? Anh biết rồi. Để anh tới đó coi rồi sẽ quyết định sao. Sao kỳ vậy ta? Ông nói ông làm việc ở đâu đây mà? Trung Quân ơi, xuống hàng đây nè, xuống đây, bỏ đây, bỏ xuống hàng đây. Giáo sư anh Bảy, giờ này con tới đây có chuyện gì? Tôi có chút việc. Ủa, ai vậy? Đây là giáo sư, là người quen với tôi đó mà. Còn đây là... Vậy thôi anh Bảy làm đi nghe. Ủa, cô đi luôn sao? Dạ. Thank you.
Cô chị. Trời đất ơi, trà gì mà nóng dữ vậy nè. Để trong này sao không nóng được. Làm rối hết à. À. Ủa, không tới nữa hả? Mày ngồi đây vậy? Đi uống rượu đi. Thôi bữa nay tôi không uống đâu. Sao vậy? Bữa nay bệnh à? Tôi định bớt rượu. Cái gì? Bợm nhậu như Bảy Hà, dân chuyên nghiệp như Bảy Hà mà đòi bỏ rượu. Phải có hứng thú mới uống được. Phải ngủ ngoài bãi biển kìa. Chứ còn ở đây làm gì có hứng thú mà uống. Tôi biết rồi. Mà thôi, dân lao động chân tay như ông á thì phải có rượu vô nó mới giảm stress. Đi. Đi uống rượu, cho tôi uống ké với. Sao bữa nay buồn quá vậy? Có chuyện gì hả? Không có, uống đi. Mà ông dò ra chuyện đó chưa? Mẹ Tâm Vũ á. À, cái chuyện đó đó hả? Tôi tìm ra rồi. Nè, ngay cái tiệm sửa xe mà hồi xưa Tâm Vũ nó làm đó. Bởi vì vợ ông chủ tiệm á là bạn của Ngọc Khánh đó. Vậy hả? Không biết gì nữa. Cô ấy sống ra làm sao? Thì tôi nhớ ra tôi mới hỏi. Mà cô nói là cô không có biết. Chắc là không biết thì. Nhưng mà chuyện này lạ lắm. Không phải là không biết đâu. Tôi có cảm giác là cô biết, nhưng mà cô giấu giếm một cái điều gì đó. Sao vậy? Bởi vì gì nè, khi tôi hỏi tới chuyện đó đó, tự nhiên cái cổ nổi quạo. Cô nói bộ tính phá hoại hạnh phúc gia đình người ta hả? Người ta có chồng rồi mà hỏi chi nữa. Nè, mà sao ông cứ thắc mắc tò mò về cái chuyện đó vậy? À, tôi nhớ cô ấy, tôi chưa quên được. Được chưa? Nè chị kia. Chị kia. Chị để đó mà coi được hả? Về chỗ khác. Chị ơi em để nhờ đây một chút thôi. Để trước cửa hàng người ta như vậy mà coi được hả? Dẹp dẹp ngay. Cô điếc hả? Nói không nghe sao? Chị nè, em đã lớn lên ở chợ đó, đừng có gây khó dễ với nhau như vậy. Ơ, à, cái con này đã bảo là tôi đã lớn lên ở chợ từ nhỏ mà, đừng có gây dù gì những chuyện không đáng như vậy. Cùng lại những ngày với nhau thôi mà. Ba về rồi hả? Ừ. Ba ăn cơm chưa? Con dọn cơm cho ba nha. Ba ăn rồi, ba ăn với chú Cang. Nè, dán cái này giùm cho ba một chút. Dán từ trên xuống, dán hai miếng nha. Bộ ba đau lắm hả? Chỉ mỏi một chút thôi.
quá. Ba, con bóp lưng cho ba nha. Thôi khỏi. Vũ nè, thằng Chánh Trung nó dẫn bạn gái nó về, vừa sang mà vừa đẹp. Còn con, chừng nào dẫn bạn gái về ra mắt ba đây? Dạ, còn đây là phòng hòa nhạc. Tuy diện tích của nó không được lớn lắm, nhưng tôi tin rằng hiệu quả âm thanh và ánh sáng của nó sẽ làm cho quý vị hài lòng ạ. Tôi muốn đi xem nơi mà tôi muốn mời phóng viên đến. Cậu Chánh Trung, có lẽ là ông ta muốn xem cái nơi họp báo đó. À, ý ông muốn nói là phòng hội nghị đó hả? Vâng. Nếu vậy, xin ông hãy cho phép tôi dẫn đường ông tới nơi tuyệt vời đó. Xin đi lối này ạ. Là đây, tôi hy vọng rằng ông sẽ hài lòng như phòng hòa nhạc lúc nãy. Tốt lắm. Ngoài ra chúng tôi còn có thể sử dụng tiện ích gì ở đây? À, còn phòng tập, phòng nghỉ và chúng tôi còn có cung cấp dịch vụ internet nữa. Dạ, cảm ơn cô. Ba cậu làm nghề gì vậy? Dạ, buôn bán. Vậy sao? Mẹ! Ủa? Con tới rồi đó hả? Dạ. Con thấy trong người con sao rồi? Cũng đỡ rồi. Mẹ, anh đến chung làm việc có được không mẹ? Cậu ta lanh lợi hơn mẹ tưởng đó. Con hết sốt chưa con? Không có. Mẹ, mẹ đợi con một tí nha. Tòa nhà này không biết trị giá nhiêu tiền đâu. Rồi, chắc là mắc lắm. Anh Chánh Trung. Mẹ em khen anh lắm đó. Tất cả là nhờ em hết, cảm ơn em nhiều nha. Ít khi nào mẹ khen ai lắm. Bởi vậy anh phải làm tốt nha. Anh sẽ cố gắng mà. Sản phẩm bán ế là có tội. Phòng event trưng bày ế khách cũng là có tội. Đó là lời nói của giám đốc với tôi. Ông còn nói thêm rằng các nhóm viên của chúng ta cần phải có marketing mind. Nói sao ta? Ngay lúc đó tôi sợ đến lạnh xương sống. Lo không biết nhóm chúng ta chừng nào bị tan rã nữa. Cô Kim Anh sao vậy? Dạ không có gì. Các công ty chuyên về quảng cáo đang ảo à, nhảy vào nước ta. Nếu chúng ta không làm khéo thì họ sẽ đạp đổ lời công của mình đó. Đêm ấy chàng thợ săn trẻ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cảnh nhà vắng vẻ, con nhớ mẹ khóc nỉ non. Chàng trai quyết định ôm con đi tìm vợ. Trên đường đi, anh gặp một chú chuồn chuồn đỏ thắm đang đậu trên cành cây. Thấy anh chuồn chuồn hỏi, kìa anh thợ săn, anh có khỏe không?
làm gì đó? Đưa đây cho mẹ. Mẹ, mẹ đừng có lo. Không lẽ con lại làm sai lần nữa? Con đưa cho người ta coi xong còn đem về liền. Con xin thề với mẹ là con sẽ trả lại cho mẹ. Đâu có đi bán hay thế chấp đâu mẹ sợ. Đã bảo đưa lại cho mẹ, nhanh. Mẹ phải tin con chứ. Cái người mà muốn coi hồ sơ này nè là bạn thân của con. Nó làm môi giới bất động sản, nó muốn con tham gia mà. Không có tham gia gì hết. Đưa đây cho mẹ. Mẹ, con mà không đưa là mẹ chết tại chỗ cho con vừa lòng. Mẹ, mẹ đưa tin đây. Con một lần đi mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đang làm gì vậy? Ba mẹ, thử tin con một lần có được không? Anh hay quá ha. Hay thiệt đó. Em đi. Đang bực mình nữa nè. Làm gì đó làm, nướng hay luộc gì đó tùy, bù lại dẫn gia đình ra khỏi nhà này. Kìa ba, cho sống với tụi bay mãi như thế này á, mẹ của tụi bay á tức quá mà đổ bệnh đó. Ba, thực sự á là con đâu có lén bán đất đâu, tại vì bạn con làm môi giới nhà đất cho nên là rủ con tham gia thôi. Mày nói cái gì? Thì đó, nó hứa là cho con á 0.5% tiền cò. Ba thử nghĩ coi, với 0.5% giới thiệu chừng 1 tỷ thôi là cũng được lắm rồi. 1 tỷ? Dạ. Đừng nói dớ dẫn nữa, làm cách nào kiếm 1 đồng trước đi, đừng có mơ mộng 1 tỷ. Lúc đầu á không có ai muốn mình một kẻ lừa đảo đâu, nhưng 1 đồng còn không có mà mơ 1 tỷ thì biến thành là kẻ lừa đảo đó. Trời đất ơi ba, ba đương không rồi ba so sánh con với kẻ lừa đảo làm sao? Con thấy quan ức hả? Nhưng trong mắt của ba nè, con không khác gì họ. Một là thằng khùng, hay là thằng lừa đảo. Sao ba lại nặng lời vậy chứ? Nặng lời gì đâu, em cũng nghĩ vậy đó. Tòa nhà cỡ này mà có phòng canh lớn như vậy đó hả? Chỉ tính bao nhiêu đó thôi á là cũng hơn 10 tờ lớn đó chứ. Mà là hơn đó chứ. Hơn nữa. Cái gì quán cà phê đó thì cần bao nhiêu hả ta? Nếu mà quán cà phê cỡ đó mà ở trung tâm thành phố á, giá khoảng chừng 20 tờ lớn đó. Ôi, đâu đến mức nó dữ vậy anh? Anh nói thật, mấy cái chuyện này là anh rành lắm. Mặc dù người ta nói bong bóng bất động sản đã nổ, nhưng mà những cái nơi buôn bán thành công có những cái giá trị vẫn không ngờ. Những cái nơi cho thuê như vậy á còn mấy căn nữa? Dạ 5 cái anh. Như vậy là đại gia rồi. Anh nói thật, em giới thiệu cho anh luôn đi. Giới thiệu cho anh làm quản lý ở đó đi. Rồi em muốn cái gì anh cũng về hết. Khoan, nóng vội đã, phải từ từ. Dục tốc bất đạt mà, không khéo lại chết đói ngay trên đống vàng đó. Anh, em muốn nhờ anh điều tra giúp em chuyện này. Em muốn biết ba của Thủy Na là ai. Làm sao anh biết được chuyện đó? Cái này thì anh chỉ cần điều tra coi chủ sở hữu của tòa nhà là ai là được rồi. Ok, anh biết rồi. Em đúng là biết nhìn xa trông rộng đó.
Ngày xưa có mấy bà sồn sồn mê em như vậy mà em không chịu. Trời ơi, đúng là cái thằng có tài. Anh, đừng có nhắc mấy cái chuyện quá khứ nữa. Mời em. Cơm thêm đi. Vâng, có ngay đây ạ. Alo. Dạ vâng. À vâng vâng, tôi xin lỗi. À, tôi mang ra liền đây ạ. Dạ vâng vâng ạ, vâng. Chị ơi, xong chưa? Tâm Vũ nó không đi làm nữa hả? Sao vậy? Nó không có gọi điện gì hay sao? Dạ chắc tới bây giờ mà chị. Cái này là ra tạm xăng đó nha. Vâng. À, chị ơi, còn 3 căn nữa nha chị. Rồi được, được rồi, cái đó để tôi đi. Giáo sư. Hả? Sao sáng cô bỏ về như vậy? Ờ. Ngồi xuống đó đi. Cô thấy tôi làm lụng cực như vậy, cô mắc cỡ đúng không? Ờ, đâu có. Làm gì có chuyện đó. Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Giáo sư có tin là có sự sang hèn cao thấp trong nghề nghiệp hay không? Làm gì có, nghề nghiệp mà. Cái nào chả giống nhau. Làm gì có chuyện sang hèn ở đây. Ờ, anh không nhớ có một tổng thống Mỹ nói là không có nghề hèn, chỉ có con người hèn thôi. Dẹp cái tổng thống Mỹ gì của cô đi. Tôi muốn hỏi chính suy nghĩ của cô nè. Có sự sang hèn hay không? Ờ, không có. Tôi nghĩ là có đó. Có đó. Dù là chức giám đốc hay là tổng giám đốc, mà việc không muốn làm, buộc phải làm, đó là nghề hèn. Còn dù là lao động chân tay, nhưng mà làm trong sự vui vẻ, đó là nghề sang. Cô có nghĩ như vậy không? Ờ, có chứ. Tôi lao động vất vả ngoài chợ, nhưng tôi rất hạnh phúc vì tôi kiếm tiền bằng mồ hôi và lao động của chính mình. Tôi tự hào vì đem đồng tiền về cho con mình bằng chính mồ hôi và sức lao động của mình. Nhưng sáng nay thấy giáo sư bỏ về như vậy, tôi buồn lắm. Tôi buồn dữ lắm. Tâm Vũ, có người muốn tìm bạn kìa. Nói chuyện với mẹ một chút nha. Sao con không đi làm nữa? Con giận về chuyện của chú ấy hả? Con giận về chuyện mẹ đã nói con là nhân viên của quán à? Mẹ đã nói rồi, mẹ chưa kịp kể về con với chú ấy. Vậy thì từ giờ trở đi đừng kể nữa. Sao vậy? Con không muốn chú ấy biết về con đâu, nên mẹ đừng kể làm gì. Tâm Vũ, mẹ nói đúng.
Có lẽ chúng ta sống như những người không quen biết thì tốt hơn. Nếu chú ấy không biết về con, mẹ sẽ dễ dàng sống hạnh phúc với chú ấy hơn, đúng không? Cho nên ta cứ làm như vậy đi. Ngồi xuống. Con muốn mẹ sống một mình lắm à? Con muốn mẹ sống một mình chỉ để nghĩ đến mỗi một mình con, người mà mẹ tưởng như không bao giờ còn gặp lại nữa. Con muốn mẹ sống một mình cho đến già rồi chết đi, không một ai ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ, thì con hà lòng hà dạ lắm à? Mẹ thì đã mong con có thể quên hết mẹ để có thể sống vui vẻ với gia đình con đây. Con nói chẳng thà đừng bao giờ gặp nhau thì tốt hơn nữa. Được rồi, vậy đi, vậy con cứ sống cuộc đời của con đi, còn mẹ, mẹ sẽ sống cuộc đời của mẹ. Thật ra tôi là một người đàn bà đáng thương. Tôi không là gì hết, chẳng có gì hay ho cả. Người ta cứ gọi tôi là giáo sư này giáo sư kia. Thật ra tôi có phải là giáo sư đâu. Tôi đọc nhiều sách, tôi học hỏi rất nhiều, nhưng mà nói cho cùng á, tôi chỉ có cái bằng tốt nghiệp trung học mà thôi. Học đại học có, tôi có học đại học, nhưng mà đó là những cái lớp mà có thể ta đóng tiền và có bằng, vậy thôi. Thì ra là vậy. Tôi có cơ ngơi, tôi có một cái trung tâm tư vấn. Nhưng mà anh có biết là đó là trung tâm tư vấn hạnh phúc hôn nhân và gia đình, mà thực ra cái trung tâm đó mở ra cho có vậy thôi. Nếu bây giờ tôi không mở ra cái trung tâm đó thì người ta đâu có mời tôi đi nói chuyện. Chính vì vậy mà tôi phải mở nó ra thôi. Anh biết không, mới tháng trước nè, tôi cho cái cô mà tôi trả 6 triệu một tháng chỉ để ngồi nghe điện thoại thôi, cho cô nghỉ rồi. Đó. Cuộc đời tôi là vậy đó. Đơn giản, không có gì đặc biệt hết. Tôi là một người phụ nữ tầm thường, thậm chí tầm thường hơn tất cả những người phụ nữ tầm thường nữa kìa. Tôi cũng vậy. Tôi có cái gì hay ho đâu. Anh có biết là tôi đã từng mơ điều gì không? Là cái gì vậy? Tôi mơ có một ngày tôi được gọi tiếng ông xã, gọi tiếng con ơi, được có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thế mà không có. Không có gì hết. Bởi vì tôi là một người đàn bà tầm thường. Bình tĩnh đi, còn có anh mà. Ba, mẹ, con sai rồi, con xin lỗi ba mẹ. Đi ra đi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt con chút nào hết. Mẹ à,
Mẹ phải hiểu cho con chứ. Thực ra con đâu có thích cái kiểu này đâu. Nói sao đi con, mẹ con đang mệt đó. Con cũng không có được. Con cũng tính là đi phát báo buổi sáng, rồi tiện tập thể dục luôn. Nhưng mà ba mẹ biết không, ở đó người ta cũng không nhận người làm nữa. Con tính là đi bốc vác luôn kìa. Mặc dù là con chưa có dám. Còn mấy thì con đi bán hàng rong cũng được nữa. Mặc dù cái điều đó con cũng không có thích nữa. Thực lòng thì con xin lỗi ba mẹ đó. Ba mẹ hãy tin con. Nó nói láo phải không anh? Nó đang nói dối á. Chứ nó mà đi phát báo gì? Được rồi chị. Được rồi, cảm ơn chị. Ủa, chị không ăn hả? Ờ, chị sẽ ăn sao? Em đi nghỉ chút xíu nha. Anh Hai à, em nói lại nha. Nếu không được cho chị Hai nghỉ việc đi. Làm có bao nhiêu tiền đâu mà cực đến mức không ăn cơm nổi luôn, thấy không? Nếu là vấn đề tiền bạc á, đừng có lo, em giúp cho. Mới tìm được việc làm nha. Không phải là tài xế hay là bồi bàn đâu đó. Thiệt á, nhiều lúc buồn anh hết sức luôn. Bây giờ anh thử đi. Anh thử anh giả bộ, anh quan tâm em. Anh hỏi là em làm việc gì được không? Anh thử giả bộ thôi cũng được nữa. Làm gì? Nó ít ra không phải vậy, đúng không? Em nói cho anh biết, bây giờ em làm quản lý tài sản của vợ đại gia. À, cười đi rồi sẽ thấy. Em không ăn sao? Em sẽ ăn sao? Anh phải làm đêm ở nhà in. Anh đi nha. Việc đó của anh Bình mà. Bình cẩu thả lắm. Anh phải tới kiểm tra xem có in sai chữ nào như lần trước không. Em mau từ bỏ ý định đó mà thoải mái lại đi. Từ bỏ không phải là bản tính của em. Anh nỡ lòng nào nói với em như vậy sao? Anh đi làm đêm là chỉ để lấy điểm với sếp hay sao? Em sao vậy? Thấy anh về mặt như đưa đám ma vậy? Anh chưa đi à? Anh chưa lấy được tiền, chắc mai mới đi được. Nhìn bộ dạng mấy thằng nghèo mạt á, núp bên này, né bên kia, chỉ để trốn vài đồng bạc. Nghĩ thiệt mắc cười. Khi nào ta mới sống chung được? Chắc mình phải chờ thêm thời gian nữa em à. Lại chờ thêm thời gian nữa à? Em sao vậy?
hay là có thằng nào khác rồi? Kim Anh, có bản thiết kế rồi nè. Cô bị bệnh hả? Dạ không. Wow, đẹp quá chị. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà muốn làm xong thì chắc có lẽ phải mất mấy ngày mấy đêm đó. Thì phải ráng thức chứ sao chị. Ba. Ủa, giờ này con tới đây có việc gì vậy? Dạ con đi công tác nên ghé qua đây một chút. Ủa mẹ đâu rồi ba? Mẹ con bị cảm, lên nằm nghỉ rồi. Ủa vậy còn anh Minh? Nó ở trên lầu á. Mà con tới đây có chuyện gì vậy? Dạ con có chuyện cần ba giúp đỡ, Minh mới ghé qua đây. Dạ ba giúp con chuyện này nha ba. Kim Anh có thai rồi mà không có chịu sinh. Lúc này con bận lắm phải không con? Dạ cũng hơi bận. Lát nữa con phải trở về công ty nữa à? Dạ. Thì vậy ba nói ngắn gọn rồi về. Kim Anh à, ba muốn mau có cháu ngoại đó con. Ba biết cái tính của con gái ba mà. Bất cứ làm việc gì cũng lên kế hoạch, rồi theo kế hoạch đó mà làm, để không lỗ lầm gì cả. Ba biết cho con. Nhưng mà sống ở trên đời này nè, có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra lắm. Ta phải sẵn sàng đón nhận nó thôi con ạ. Cái lý nào là hết của vị khách đặc biệt? Chỉ vì tôi chưa báo trước. Bán con. Kem Anh à, ta hãy vui vẻ đón nhận đứa bé đi con nha. Ba ơi, con chưa chuẩn bị một thứ nào cả. Con không thể sinh con trong lúc này được. Vì con không thể nhờ mẹ giúp đỡ. Chị hai sẽ ganh tị mà. Con không thể sanh con một cách vô trách nhiệm như vậy được. Con không muốn như vậy đâu ba. Thì con cứ sinh đi. Nếu không có ai trông thì ba trông. Ba cho nó uống sữa nè, ba thay tã cho nó nè, ba có thể làm tốt tất cả mà nha. Ba làm sao chăm sóc em bé được chứ? Con thấy ba chăm sóc cây lan không? Ba có thể làm được mà nha con. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ngồi khóc vậy chị hai? Chị hai sao vậy? Kim Anh. Thôi đừng khóc nữa. Gì vậy?
sao tự nhiên ngồi khóc vậy chị Hai? Chị Hai sao vậy? Kim Anh. Thôi đừng khóc nữa. Gì vậy? Gì vậy? Hình như Kim Anh nó khóc. Chuyện gì vậy? Trời đất ơi, Kim Anh, con sao vậy nè? Hả? Kim Anh. Trời đất ơi, như vậy là phải vui chứ, tin vui mà. Chắc là anh không cho chị sanh, cho nên chị buồn cái gì đúng không? Sao vậy? Sanh con mà, tin vui mà, sao tự nhiên cấm nó sanh vậy con? Dạ không, chính là Kim Anh không muốn sinh. Ờ, đúng rồi, tại nó cực quá mà. Cô nói thiệt nha, trong cái hoàn cảnh này cô cũng không dám có ý kiến nữa à. Thiệt tội nghiệp con nhỏ. Anh cảm thấy mắc cỡ khi nói ra chuyện này, nhưng từ hồi nhỏ anh chưa từng giữ một sinh vật nào cả. Có thể anh đã ước mơ mình sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng rồi lại thôi, vì anh thấy mình mất tự tin khi nhìn thấy thực hành mẫu ếch. Anh nghĩ, tại sao mình lại làm như vậy đối với một sinh linh mà trời đã ban cho mình chứ? Anh à, anh, mình phải làm sao với Đăng Minh đây? Thì nó nói nó tự lo, để nó lo coi ra làm sao. Nè, ngày mai em đi gặp Kim Anh đi. Gì vậy? Em sắp trở thành bà ngoại rồi đó. Trời đất, sao nó nói từ từ mà? Nhưng mà đứa nhỏ nó không muốn từ từ là sao? Con khờ này, tính toán làm sao mà lại vậy không biết nữa. Mà đâu có ai giữ con giùm cho đâu mà bầu với biệt à. Anh hứa là sẽ giữ con cho nó mà. Anh á hả? Ừ, không ai mượn anh hết á. Ừ em à, hay là em nhận nuôi đi, rồi mình mở nhà trẻ luôn, nhà mình cũng rộng mà. Hay quá. À, anh không biết mà mấy người cha mẹ mà có chừng chục đứa con á, rồi họ làm sao ta? Trời ơi, chứ em thấy mình có hai đứa là mệt mỏi muốn chết với nó rồi đó. Trời ơi, bây giờ trong cái căn phòng trọ có một chút ép vậy đó ha, lòi ra một đứa nhỏ khóc lóc sùm tối ngày. Trời ơi, bỏ biết bao nhiêu là cái mối ngon lành đắm đầu vô đi làm dâu cái nhà đó.
thiệt tình. Chú ơi, chú bớt cho cháu đi, cháu mới lấy bán thử lần đầu à. Từ giờ cháu sẽ lấy mối luôn. Vậy hả? Cháu bán ở đâu vậy? Dạ chợ Ninh Kiều. Ở đó bán được không? Chứ chú nhìn thấy cháu á, siêng năng giỏi giắng lắm đó. Thôi ráng bán đi, chú bớt cho 50 ngàn. Dạ cảm ơn chú. Mà có xe không? Dạ không, cháu định đi xe ôm. Ở cửa hàng nào vậy? Dạ cửa hàng Linh. Cửa hàng Linh? Ở chợ Ninh Kiều đó hả? Dạ đúng rồi đó chú. Thôi ráng buôn bán đi, chịu cực chịu khổ vậy nó tốt nha con. Dạ. Chú Bảy ơi, lời biểu chú Bảy. Chú lại chú giao cái thùng cá này á ra xe giùm cho cái cô này ha. Thôi đi chú đi. Cha, con chúc mừng cha. Vậy cái gì? Anh chị hai có em bé rồi. Vậy hả? Dạ. Mà nghe nói là chị hai đang do dự, không biết có nên sinh con. Mày nói cái gì vậy? Hai đứa ơi, cha vô một chút được không? Dạ. Dạ. Sao? Nghe nói có tin vui hả? Dạ. Con định sinh con thiệt không? Dạ dĩ nhiên cha. Kim Anh, sao không trả lời với cha? Dạ, cha biết không, vợ con đang lo nhiều chuyện lắm. Ở công ty á thì việc quá trời, về nhà thì việc nhà cũng nhiều nữa. Vợ con lo là không biết sinh con ra rồi nuôi sao đây nè. Việc công ty thì cứ nghỉ, còn việc nhà thì có Mỹ Hòa nó lo. Còn sinh con ra đó thì có mẹ con lo, cứ giao cho bà ơi không có làm gì đâu. Còn tiền sữa thì con đừng có lo gì hết á, cha chịu trách nhiệm cho. Thưa cha, công ty con bây giờ khó khăn lắm, nghỉ làm rồi thì khó lòng mà sinh lại lắm. Với lại công ty con cũng đang định cắt giảm nhân sự nữa đó. Dù có sa thải những người khác, cha nghĩ công ty vẫn luôn quan hệ con. Đuổi đứa vừa chăm chỉ vừa thông minh như con thì có thiệt cho nó chứ không có thiệt cho con đâu. Con đừng có lo gì hết. Những ngư dân như cha nè, luôn luôn vượt sóng vượt gió. Dù cho sóng to gió lớn tới đâu đó, mà tụi cha biết đoàn kết lại thì cũng vượt qua thôi. Đâu có cơn bão nào mà suốt 3 tháng 10 ngày đâu con. Đúng rồi. Con cứ sinh con đi, đừng có lo gì hết á. Sao con im lặng vậy? Dạ. Con hứa rồi đó nghe. Hứa rồi đó nha. Dù đứa bé sinh ra như thế nào, nhưng mà chắc chắn nó sống trong gia đình này nó sẽ được hạnh phúc. Phải hạnh đúng phúc không? Thôi, dạ. Rồi, lo dọn cơm cho cha ăn đi. Dạ, ăn cơm, đi cơm. Mau gọi điện thoại kêu Mỹ Hoài về đây, nhanh nhanh lên. Dạ. Alo, Quanh hả? Anh Chánh Trung nè. Có Mỹ Hoài đó không? Cái gì? Nó đi hả? Thôi, nó đi trời. Ai mà kêu tên của Mỹ Hoài này, Mỹ Hoài nọ vậy? Trời, con này là quỷ phải người mới nói xuất hiện nè. Con gái cha về đó phải không? Dạ. Mang gì cho cha đó? Đậu hũ nóng nè cha. Ủa Tâm Vũ, em đang nấu cơm hả? Ủa chị hai đâu sao không nấu? Chị à, chị hai có thai rồi đó. Hả? Thiệt hả? Trời ơi, vậy là mình sắp có cháu rồi. Cho nên bây giờ cha mới phân công nè. Dạ. Sáng con phải tới đây cho sớm, lo giúp chị hai con giặt củi, lau nhà, quét nhà, nghe chưa? Con biết rồi, nhưng mà con có giúp miễn phí đâu nha. Tính tiền công hả? Cha chỉ trả 10 ngàn một ngày. Trời ơi cha ơi, bây giờ hả 10 ngàn mua được gì đâu cha.
Nhưng mà hơn 10.000 tiền đâu cha trả. Thôi bây giờ tính vậy nha, bây giờ cha trả cho con 100.000 đi, 10.000 trả trước cho cha nha. Thôi được rồi. Đây, lấy hết đi. Con sống vật chất. Đủ rồi cha, cảm ơn cha. Chào mọi người. Chào. Cô Kim Anh chưa đến hả? Dạ tôi trưởng phòng, hôm qua cô ấy làm đêm. Dạ, em có chuyện muốn thưa với anh. Dạ, vợ em, dạ đã có thai. Vậy hả? Dạ, cô ấy nói với em là cô ấy hứa cô ấy sẽ làm hết mình cho tới lúc đẻ con. Vậy cũng muốn con trai hay là con gái? Dạ, nói thiệt với anh chứ con nào cũng được à. Dạ. Dạ. Ngày nào cũng nghe những chuyện buồn như sa thải, từ chức. Riêng hôm nay á thì quá vui. Nào, để cho không khí này chúng ta hát một bài hát trước khi bước vào cuộc họp. 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui, đồng phân chia giọng nói tiếng cười. Rồi rồi, chúc mừng em nha. Rồi rồi, anh biết rồi. Anh sẽ nói lại cho. Rồi, bye bye ha. Anh, Tâm tránh được thăng chức nữa hả? Mà em biết chuyện gì chưa? Kim Anh nhà mình có bầu. Trời ơi, cái thằng hay thiệt nha. Nó là cái thằng thành công cho nên nó làm việc gì cũng thành công à. Mẹ, mẹ biết Kim Anh nhà mình có bầu chưa? Ồ, nó gọi điện báo hả? Dạ. Nó có nói là sẽ sanh không? Mẹ nói là gì vậy? Sanh chứ sao không sanh? Nó đang ở nhà nó đó. Những tác phẩm tuyệt đẹp của ba. Tụi con ráng chờ nha. Mai mốt ba làm mà kiếm nhiều tiền rồi mua đồ ăn ngon cho tụi con ăn ha. Đi lên lầu chơi. Đi, đi. Kim Anh nè, mấy ngày này á là con phải ăn cái gì tẩm bổ vô để nó tốt cho sức khỏe phải không? Con đang không muốn ăn gì hết đó cô. Nè, để con mua 5.000 xà lách son về trộn cho con ăn nha. Món này cô làm ngon lắm. Chị ơi, mua xà lách son hàng em đi. Hôm nay xà lách son ngon lắm nè. Mua đi em bán rẻ cho. Thấy cũng ngon á. Nè, cho 200 gram nghe. Dạ. Thôi, sao có 2 lạng như cô? Mua lại nửa ký đi. Nửa ký nhiều quá không? Thôi cũng được, lấy nửa ký đi. Dạ. Nè, ít ít thôi, nửa ký thôi, đừng có lấy nhiều quá. Nửa ký đó chứ, mà em lấy nhiều để sau này chị ghé nữa. Nè, chị gửi tiền nè. Chào cô. Ủa, ai vậy? Dạ, có phải cô là người sống ở nhà mà có nhiều cây hoa kiển trước Sơn không? À, đúng rồi. Lần trước cháu có ghé xem phòng ở nhà cô đó. Ủa, cô bán ở đây hả? Dạ, cô nhớ ghé cửa hàng con nha, con sẽ bán rẻ cho. Được rồi, bao nhiêu vậy? Dạ, 15.000. Mà cô có cần gì thêm nữa không? Cho chị ba củ hành tây đi. Dạ. Là bao nhiêu tiền? Dạ, 20.000 chẳng cô. Ủa, hình như em đã có bầu hả? Dạ. Nè, có bầu như vậy mà phải buôn bán chắc là cực lắm phải không? Thôi, bán đắt nghe. Dạ, cảm ơn cô. Lần sau cô nhớ ghé nha. Bán sổ, bán sổ đây. Mua đi, mua đi. Dạ thưa bác mới tới. Chào cháu. Dạ mời bác ngồi.
Cháu đang làm gì đó? Xếp đồ giặt hả? Giỏi quá vậy. Kim Anh đâu rồi? Nghe anh cháu nói là đang ở nhà hả? Ừ, dạ, anh chị với lại cô Hồng đi chợ rồi bác. Bác uống cà phê không? Để con đi vô pha. Tôi không uống cà phê, cảm ơn. Dạ. Cha con đang ngủ trên phòng đó bác. Vậy hả? Sống mà xa quê hương như vậy chắc cha cháu buồn lắm hả? Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bây giờ cũng đỡ hơn lúc mà cha con ở dưới quê đi biển đó bác. Tại sao vậy? Dạ, tại vì mỗi lần mà cha con đi biển á, tụi con rất là lo lắng cho đến khi cha trở về. Tại vì cha con phải dậy lúc 3 giờ sáng, rồi 4 giờ bắt đầu đi rồi. Lúc đó con với Tâm Vũ cả ngày á, ngồi ôm cái máy radio vào người. Biết rồi, để nghe dự báo thời tiết đúng không? Dạ. Cha cháu chắc nếu có mệt cũng sẽ mau lại sức thôi, vì có hai đứa con lo lắng như vậy mà. Chị về. Mẹ. Kim Anh. Đây con. Đi chợ hả? Nhớ mẹ quá à. Trời ơi, sách nặng vậy đó hả? Mệt quá à. Có sao đâu mẹ. Ủa, mẹ đem gì cho con vậy? Mẹ hầm đuôi bò cho con đó. Cảm ơn mẹ. Mà để đó đi, về lên phòng con đi. Đúng là có mẹ sướng thật. Mẹ, con lo lắm. Làm sao bây giờ? Những phụ nữ khác làm tốt được thì sao con làm không được? Ráng lên thì được thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thật sự là con không có tự tin để làm một người mẹ tốt như mẹ được. Con ích kỷ mà. Con sợ là con sẽ đi làm ngay cả khi em bé khóc lóc nữa đó. Con cứ sinh con đi, có khi con còn cưng con hơn mẹ nữa đó. Mà mẹ nhất định là không giữ em bé giùm con hả? Ba con nói là sẽ mở nhà trẻ ở nhà mình đó, đem tới đó gửi đi. Dù là mẹ hơi áy náy với chị hai con, nhưng mà biết làm sao giờ, phải trông thôi. Mẹ, cảm ơn mẹ. Con nhớ làm việc chăm chỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có lo gì hết. Mẹ về nha. Sao vậy? Mẹ ngại ba chồng con. Nhiều khi mẹ muốn tới dọn dẹp nhà phụ với con, nhưng mà ngại ổng lắm, mẹ không dám. Nè, nhớ cưng chiều cô em chồng chút nha. Dịu dàng với nó thì mới sai bảo nó được, hiểu không? Dạ. Thôi, con cũng sắp đến giờ đi làm rồi, hay là con đi với mẹ luôn nha. Thay đồ đi rồi đi, từ từ thôi nha. Nè con. Dạ. Cái gì vậy bác? Con cầm lấy mua mỹ phẩm xài đi. Dạ thôi, con không dám nhận đâu. Nè, không lẽ bây giờ bác phải đi mua cho con? Mà bác đâu có biết con xài gì đâu à. Cầm đi. Dạ. Cảm ơn con đã giúp chị hai nha. Thôi bác đi. Dạ. Dạ bác đi. Em suốt ngày cứ bệnh hoài. Em đã nói rồi, địa chỉ thường trú của em á là bệnh viện mà. Lần này bị cảm hơi bộ hơi lâu rồi đó. Thôi đi bệnh viện chích đại mũi đi. Sao lại cười? Không có gì hết. Đứa nào không ăn nữa đâu. Chanh vô ăn đi. Công việc có vui không? Cũng vui lắm. Mẹ Thúy Na thì sao?
Phải công nhận mẹ Thủy Na là một người rất tài giỏi. Anh mà nói vậy, mẹ nghe được mà thấy vui lắm. Mỹ Hòa với Tâm Vũ có khỏe không? Cũng khỏe. Nói là em nhớ nha. Nhớ ai? Cả hai. Chờ anh chút nha. Alo. Alo, Tín Trung hả? Em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy anh? Em biết ba của cô ta là hay không? Em nghe được á, em sẽ ngất xỉu cho mà coi. Cái này mình gặp rồi nói chuyện sau nha. Em đang bên cô ta hả? Ừ. Cái thằng này làm anh kinh tị nha. Hai đứa có hôn chưa? Ừ, hôn đi. Thôi được rồi, có gì gặp anh nói sau nha. Ai vậy anh? Bạn anh thôi. Gì mà nói ồn ào quá. Ủa? Chưa ống tay hả? Tới đây, đây anh Sơn nha. Anh Sơn á hả? Ừ. Được đó. Anh Sơn nhìn cũng đẹp chứ bộ đúng không? Ê ê ê, bên này nè. Xin lỗi anh, chờ em lâu rồi phải không? Trước tiên, anh sẽ cho em biết là ai nhé. Sao? Ngạc nhiên chưa? Anh có chắc không? Ủa? Em không thấy ngạc nhiên hả? Em muốn hỏi là anh có chắc chắn hay không? Anh xác nhận với em là chắc chắn 100% luôn. Nghe nói vì sợ dư luận cho nên ông ta không dám công khai. Chứ thật ra ông ta thương con gái mình lắm. Thôi được rồi. Tin chung, lần đầu gặp em tới giờ á, anh biết em là người làm nên chuyện. Vậy mà ngày xưa anh nhớ là có thằng nào lại nói với anh đó là từng tốt nghiệp đại học khoa Anh Văn rồi mà ta. Hả? À, anh hả? Anh bị mất trí rồi hả? Gì? Em đã nói rồi, không có thích nhắc là chuyện cũ, chuyện quá khứ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nhắc lại chuyện cũ là chuyện của mấy ông già. Từ giờ trở đi mình chỉ nói chuyện tương lai thôi nha. Rồi, anh biết rồi, anh sẽ sửa. Anh làm như vậy là tốt lắm. Nhưng mà em lo cái tính bếp xếp của anh quá. Rồi, đêm tới anh sẽ cẩn thận lời nói của anh. Em yên tâm đi. Anh biết người ta có câu này hay lắm. Lời nói là bạc, nhưng im lặng là vàng. Câu này nghe hay quá ta. Anh sẽ lấy cái câu này làm cái châm ngôn sống của anh đó. Nếu muốn vậy á, Thành phải nghe em dặn nè. Em cứ nói đi anh nghe. Anh đã tìm phòng thu âm cho em chưa? Chuyện nhỏ. Đây đây đây, anh đã sắp xếp từ đâu ra đó hết rồi. Em cứ coi đi, nếu mà tiện thì em đi luôn đi. Bữa nay em bận rồi, ngày mai em mới rảnh. Anh hẹn lại ngày mai giùm em nha. Ok, được chứ. Nè, hai đứa phải hát cho hay vô nghe chưa? Có biết là anh đã tốn bao nhiêu tiền để thuê cái phòng thu âm này không hả? Anh đã đánh liều đó. Ráng lên! Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà. Nào, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nhé. Không có gì học đâu. Trước tiên hãy đeo cái tai phone vào và lắng nghe cái nhạc niệm nha. Khi tôi ok thì bắt đầu. Dạ.
bóng đã về đến chít la rồi vui chân đồi bóng dưng hắng vu vơ mà thôi. Hỡi chít la nào bay về trời có gửi lời với tôi. Năm ngàn rưỡi đó chị. Sao nhớ ghé cửa hàng em nữa nha. Cảm ơn. Muốn ăn cháo lòng hả? Anh ba, nhớ cho em có nhiều gan giò nha. Em thích lắm á. Biết rồi. Gái gì đâu, ăn mấy thứ sang trọng chút xíu đi. Suốt ngày ăn dồi heo, giò heo không mà. Có bao giờ em được ăn mấy thứ sang trọng đâu. Anh ta, em cảm ơn anh hôm nay dắt em đi với hát demo nha. Mình quá vội vui mừng. Nãy em nghe người ta nói hả? Khả năng trở thành ca sĩ thành công của em chỉ có 1% thôi đó. Em biết rồi. Cô chào cô. Trời đất ơi, xem chút là quên hết cái mặt luôn á. Bộ nghỉ làm ở đây sao mà mấy bữa nay không tới vậy? Mà cô chủ không đi làm hả cô? Không có đi. Nhà có chuyện gì hả? Thôi cậu không nên biết đâu. Cậu tới đúng lúc thiệt á. Cậu ơi, cậu mau đi thu tô dĩa mà tôi đi. Để coi coi. Hai tô lớn ở chỗ giặt ủi với ba cái tô dĩa ở văn phòng bất động sản nha cậu. Mà cái chú gì đó ở nhà cổ đi chưa cô? Ủa sao mà cậu biết ổng tới? Dạ tại hồi trước cô chủ nói là chú ấy thường tới lắm. Mà chú ấy đã đi chưa cô? Nghe nói là đi hồi sáng này rồi. Trời ơi, mà ta nói cũng cáo sùm trước khi đi đó. Ông ta làm nghề gì vậy cô? Trời ơi, không có biết đâu. Ơi mà trên đời á bao nhiêu là đàn ông sao lại gặp cái con người như vậy chứ. Đúng là đàn bà vô phước hồng nhan bạc phận đó. Thôi cậu đi giùm đi nghe, nhớ nha. Cái gì hai tô lớn ở giặt ủi với ba tô ở văn phòng bất động sản. Ai đây? Con đây, con là Tâm Vũ đây. Con về đi. Mẹ mở cửa đi. Mẹ hơi mệt. Con về đi. Mẹ mở cửa đi. Mẹ bệnh hả? Mẹ bệnh sao vậy? Con đi mua thuốc cho. Mẹ uống rồi. Mẹ muốn ngủ một chút. Con về đi. Con sao vậy? Ai làm mẹ bị thương như vậy? Ai? Mẹ bị té. Mẹ bị thương nhẹ thôi mà. Như vậy mà mẹ kêu bị nhẹ sao? Thằng cha đó phải không? Thằng cha đó đánh mẹ ra như vậy phải không? Không, không phải. Mẹ đã nói rồi, mẹ bị té. Mẹ không sao đâu. Mẹ, con thề với mẹ, hắn ta mà đánh mẹ một lần nữa như vậy con sẽ giết hắn. Anh mua này cho Kim Anh đó hả?
Cái bà chủ mà chỗ tôi làm á, bà nói thuốc này uống tốt cho người có bầu lắm đó. Cho nên tôi mới mua một chai. Kim Anh công nhận sướng thiệt á. Cô muốn uống không? Cô uống trước đi. Dạ thôi, tôi đâu có muốn có bầu đâu. Anh cho Kim Anh uống đi. Không, thuốc này ai uống cũng được hết á. Cô thích thì cô uống trước đi. Anh Bảy nè, anh có thích đi coi phim không vậy? Sao? Phim hả? Tôi nghe nói có bộ phim này buồn lắm, mà cũng hay nữa. Tôi muốn đi nhưng mà đi mình ngại quá à. Vậy hả? Vậy thì cùng đi đi. Anh chịu đi hả? Anh đồng ý đi chúng tôi hả? Nếu như cô giáo sư bao vé tôi xem phim thì tôi sẽ bao cơm trưa, được không? Được, quyết định vậy đi nghe. Bảy Hà, Bảy Hà ơi. Trời ơi, ông tới nữa hả? Cửa không khóa, cứ vô đi. Chào cô giáo sư. Bảy Hà, vô có chuyện này nè. Cái gì? Xin phép giáo sư nha. Đi, vô đi. Tôi đã tìm ra chỗ cô ấy rồi. Ngọc Khánh hả? Ừ, Ngọc Khánh á. Đang ở đâu? Ở cái quán cơm ở Thanh Đa. Thanh Đa hả? Tôi có cái thằng nó bỏ cá khô đó đó. Nó nói là gặp cô ở đó. Quán cơm Thanh Đa. Giờ mình đi luôn không? Giờ này mà đi cái gì nữa? Để từ từ rồi tôi đi. Nhưng mà ông có địa chỉ không? Tôi có vẽ sơ đồ nè. Nghe nói Ngọc Khánh còn đẹp lắm. Ê, mà cô cũng còn đang ở độc thân á. Hay là ông trở về với Ngọc Khánh đi. Ông đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa. Ơi, tôi biết rồi. Ông cố dấn thân vô cái chuyện với cô giáo sư chứ gì. Nhưng bây giờ bạn bè tôi nói thẳng cho ông biết nha. Mất công lắm. Cái gu này không phải gu của ông. Ông có hợp với cổ bằng tôi đâu. Cái hồi đi học á, tôi đã nói rồi. Cái gu của ông á, là ông khoái phụ nữ á, nhõng nhẽo kìa. Còn gu của tôi á, phải là như vậy đó. Chững chạc, chín chắn, dáng như người ngọc. Thôi, ông đừng có nói lung tung nữa. Còn chuyện gì khác nữa không? Có chuyện này lạ lắm. Chuyện gì? Bữa trước ông nói ông gặp cổ trong cái bữa lễ đón bình minh đúng không? Tôi thấy. Vậy thì đúng là cổ rồi. Chuyện gì nữa? Mẹ của Tâm Chánh á, được chôn trên bãi biển đúng không? Có người đi ngang qua, thấy á, cổ với một người đàn ông nữa đứng quỳ lạy trước mộ đó. Bởi vì sao? Không phải là ngày giỗ nè, ngày cúng quẩy gì hết trơn á, mà tại sao nghĩa là đi đứng lại ở trước mộ của gia đình ông là sao? Người đàn ông đó như thế nào? Đi làm sao? Dạ con không đi. Hôm trước á, con nói con bán quán cơm ở ngã tư Thanh Đa đúng không? Dạ. Chủ quán đó đàn ông hay đàn bà vậy? Là đàn bà. Con có biết tên không? Dạ cái này con không biết. Ba hỏi có chuyện gì vậy ba? Không có gì, ba chỉ hỏi vậy thôi. Nè, hôm nào dẫn ba qua bển một chút nghe. Dạ. Ba đi làm đây. Trời đất ơi, ông ta lại làm em nóng nổi như vậy hả?
làm sao bây giờ? Em không sao đâu. Sao mà không sao? Bây giờ còn trẻ thì không sao, nhưng mà sau này á, nó nhức người lắm. Thà là em chấm dứt liền đi, có gì đâu mà cứ dây dưa hoài chứ. Thôi, chị về đi. Không về. Hôm nay thì đánh đập túi bụi, ngày mai á thì gian xin tha lỗi. Làm sao? Để chị nghe cho. Alo, Tâm Vũ hả? Có chuyện gì không con? Chị để em. Alo, có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, mẹ nghe cho rõ nha. Hình như ba biết hết chuyện rồi đó. Giờ con phải làm sao? Hay là con nói hết cho ba biết luôn nha? Không được làm vậy, Tâm Vũ. Tại sao lại không được? Cứ nói cho ba biết hết đi. Con nghĩ á, trong chiều nay ba sẽ tới quán cơm luôn đó. Mẹ làm sao thì tùy, nhưng mẹ có tội gì đâu chứ. Có gì con sẽ về sống với mẹ. Mình cứ làm vậy đi nha. Kim Anh cũng khó mà yên. Trước kia ai cũng nói Kim Anh là nhân viên danh lợi. Nhưng bây giờ thì căng rồi. Hai vợ chồng làm cùng công ty mà lại còn mang bầu nữa. Hình như nghe nói lúc trước có vụ sự căng đan gì thì phải. À, chuyện của Tú Yên á hả? Dạ thì đúng rồi. Nhưng mà Kim Anh không có lỗi gì đâu, nhưng cũng bị mang tiếng dữ lắm á. Kim Anh, gặp anh chút đi. Cảm ơn em đã ráng chịu đựng. Anh yêu em. Anh đừng lo, năm nay em sẽ quyết tâm trở thành người phụ nữ giỏi nhất công ty. Em sẽ trở thành người phụ nữ hai giỏi, là mọi người ngạc nhiên cho mà xem. Ơ, xin lỗi Tâm Chánh Kim Anh. Tại trưởng phòng kêu Tuấn Anh lên phòng họp có chuyện gấp. Tuấn Anh không biết chuyện gì, xin lỗi Tâm Chánh Kim Anh. À em, chiều nay mình qua nhà ba mẹ em ăn cơm đi. Lý do? Anh mới lo xong một vụ. Chị. Chị Hai. Dạ, con chào ba mẹ, chào anh. Mẹ, con về đó hả? Con thấy điều đó đủ không sao đâu. Ba, cục cưng của ba đến rồi nè. Coi Nguyên, Diệu Hà, cô đến rồi nè. Cô. Đây, lại đây với cô nè. Ôi, dễ thương quá. Ôi, nè nè nè, đừng có ẩm lên, nặng lắm, không ẩm được. Qua đây ngồi với ba mẹ, hai đứa nhanh lên, qua đây. Hai đứa em tới đây có việc gì vậy? Đến vì anh đó. Vì anh hả? Nhưng mà chuyện gì? Anh Hai, anh Tâm Chánh vừa làm xong một vụ tranh rồi đó. Nữa hả? Chuyện gì vậy Dương? Dạ, xin được giấy phép kinh doanh cho anh Minh. Vậy hả? Rồi sao nữa? Anh Minh còn hàng tồn kho không? Còn chứ. Anh có muốn thử đứng ra bán hàng không? Em nè, em có biết là một gian hàng bán lẻ bao nhiêu tiền không mà nói vậy? Ngày mai anh thử gặp người này xem. Ừ, đưa tôi xem. Cho mẹ xem chứ. Dạ mẹ. À chị Châu à, em thấy là chị trực tiếp làm thì hay hơn. Anh chị thấy sao? Ừ, anh chị làm chung nhau đi. Anh là trưởng gian hàng bán lẻ hả? Nè, cụ thể là sao con nói rõ cho mẹ nghe coi. Cụ thể là vậy nè. Mẹ lắng nghe nha. Ừ. Ý của con là không có gia đình nào có con rể vừa ngoan, vừa tích cực giúp chuyện gia đình vợ, giống như là trợ lý Tâm Chánh đâu. Ý của con là vậy đó. Con này. Cái gì? Bày hàng ra rồi để bảng đại hạ giá trước cửa chỗ người ta vậy đó hả? Ừ, chỗ này bán đắt lắm đó. Vé một cái là hết cái hàng tồn kho của anh luôn. Đắt thì đắt chứ.
ngay trước cửa ra vô rủi gặp bạn bè anh thì sao? Bây giờ anh không làm phải không? Thì để cho em làm một mình. Em làm một mình luôn. Em nhắm em làm nổi không? Không nổi em cũng ráng làm. Cái này không phải dễ có đâu. Anh á cứ nằm dài ở đây mà mơ mộng đến giám đốc rồi tiền tỷ của anh đi. Ờ ha. Tại sao mình phải sợ mắc cỡ? Tại sao mình phải sợ mất mặt chứ?